được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời. Ba con tin bị các đối tượng trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đã trở về an toàn trong vòng tay của người thân. Nhắc lại thời điểm bị bắt giữ làm con tin, anh Điểu Nguyên vẫn chưa hết kinh hoàng. Theo anh Điểu Nguyên, rạng sáng ngày 11 tháng 6, khi anh cùng 5 công nhân khác đang ngủ tại lán trại của công trình gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ikatu, thì bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng đập phá và tiếng súng nổ. Chưa kịp định thần thì nhóm người đã xông vào lán trại, giương súng ngay đầu anh và các thanh niên khác khống chế. Những người này đập hết điện thoại của công nhân trong lán và dọa giết tất cả. 3 trong 6 công nhân đã nhanh chân chạy thoát được. Lúc này, anh Điểu Nguyên, Y Dương và Y Duẩn bị các đối tượng bắt giữ. Khi thấy các đối tượng giương súng dọa giết, anh Điểu Nguyên quỳ xuống van xin nên các đối tượng đã khống chế bắt làm con tin. Ngồi cạnh bên, anh Y Duẩn giọng run run kể: trên đường rút quân, để tránh sự truy quét của lực lượng công an, các đối tượng dẫn anh đi hết khu rẫy này đến ngọn đồi khác. Các đối tượng yêu cầu anh không được đi vào chỗ đất ướt hay làm gãy các cành cây vì sợ lộ dấu vết. Khi đói quá, các đối tượng chỉ cho anh ăn ít lương khô, vài ngụm nước để đỡ đói rồi đi tiếp. Tối đến, các đối tượng thay nhau canh gác khiến anh không dám bỏ chạy. Còn anh Y Dương Bê Carong cho biết, những ngày qua, khi được lực lượng chức năng giải cứu, nhiều người dân đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội cho rằng anh và anh Điểu Nguyên là những đối tượng xấu là không đúng. Thông qua cơ quan báo chí, mong rằng những người đăng tải hình ảnh, thông tin của anh không đúng sự thật thì hãy gỡ bỏ hoặc đính chính. Bởi các anh là những người dân lương thiện, chỉ biết làm công ăn lương, chứ không bao giờ theo kẻ xấu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 8 bị can, trong đó có ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Theo kết luận điều tra từ năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó có 3 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu nhưng sau đó hủy hợp đồng, chưa thực hiện việc thanh toán tiền cho nhà thầu. 28 gói thầu còn lại đã hoàn thiện việc thanh toán với tổng giá trị hơn 346 tỷ đồng. Trong thời gian làm giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bị can Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi, giám đốc công ty Nguyễn Tâm, thành lập 3 công ty. Bị can Quân giao Lợi quản lý 3 công ty khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào Bệnh viện Thành phố Thủ Đức. Quân chỉ đạo Lợi sử dụng 3 công ty này để nộp hồ sơ dự thầu, để các công ty của Lợi trúng thầu. Quân yêu cầu cấp dưới chỉnh sửa thông tin, cố ý làm cho hồ sơ của các công ty này tốt hơn hồ sơ của những công ty còn lại và đưa ra báo giá thấp hơn. Ngày 15 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết đơn vị này đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Pampo Airways do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín danh dự đối với cá nhân trên mạng xã hội. Người bị cựu lãnh đạo Pampo Airways xúc phạm là ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank. Trước đó, Sacombank có đơn phản ánh gửi tới Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đề nghị xem xét xử lý Facebooker Thang Giang về hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín hình ảnh của tổ chức cá nhân. Khuya ngày 15 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, chiều cùng ngày, bệnh viện thực hiện một ca sinh hiếm gặp, em bé chào đời còn nguyên bọc ói, bọc điều. Trường hợp nêu trên là sản phụ sinh năm 1991, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Sản phụ được chỉ định sinh mổ lần 2, sau 30 phút thực hiện phẫu thuật sinh mổ. Cả ekip ngạc nhiên khi một bé gái nặng 2,9 kg chào đời vẫn còn nguyên bọc ói và khỏe mạnh. Theo các bác sĩ Bệnh viện Hoàng Mỹ Bình Phước, bọc điều là cụm từ nói về bào thai nằm trong túi ói. Túi ói có một màng mỏng nhưng chắc chắn, bên trong đầy chất lỏng giúp giữ ấm và an toàn cho thai nhi. Khi đủ ngày tháng, túi ói này sẽ vỡ ra trước khi em bé chào đời. Sáng ngày 16 tháng 6, ông Võ Thanh Phong, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang, VIMC Hậu Giang cho biết, Cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang vừa tiếp nhận tàu chuyên dụng Dingen 38 tải trọng 20.000 tấn.
Đây là lần đầu tiên tàu trọng tải 20.000 tấn vào sông Hậu. Cập cảng VIMC sau 16 năm đưa vào sử dụng, tàu sẽ xếp dỡ qua cảng 10.000 tấn mỡ cá. Dự kiến ngày 17 tháng 6, tàu rời cảng VIMC để đến Canada. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ hôm nay ngày 16 tháng 6, nắng nóng quay lại miền Bắc, dự báo kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Ngày 16 tháng 6, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%. Ngày 17 tháng 6 ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ và Tây Bắc Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa sẽ giúp nền nhiệt tạm lắng dịu vào ban đêm giữa các ngày nắng nóng khắc nghiệt.